Thaco là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong hoạt động sản xuất lắp ráp đầy đủ các chủng loại ô tô, đạt tỷ lệ nội địa hóa cao nhất tại Việt Nam. Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực ô tô, Thaco hiện nay có hệ thống phân phối ô tô lên đến hơn 170 showroom trên cả nước. Trong đó, có 67 showroom xe tải, bus. Nằm trong kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng hệ thống trung tâm ô tô tải bus theo định hướng showroom thông minh và xưởng dịch vụ được thiết kế hiện đại với công năng và tiện ích theo công nghệ 4.0 của Thaco. Trung tâm ô tô tải bus Thaco Chí Lực Quảng Ninh do công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Lực đầu tư là một trong những trung tâm được đưa vào hoạt động tại khu vực Bắc Bộ với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Trung tâm ô tô tải bus Thaco Chí Lực Quảng Ninh tại km 4 quốc lộ 18A phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ngay tại cửa ngõ thành phố Móng Cái, tuyến đường huyết mạch kết nối thành phố này với các tỉnh, thành phố trong khu vực đáp ứng tối đa nhu cầu vận tải, đồng thời là trung tâm dịch vụ sửa chữa lớn cho khách hàng tại địa phương cũng như các tỉnh thành lân cận. Được xây dựng trên diện tích hơn 11.000 m2, trung tâm ô tô tải bus Thaco Chí Lực Quảng Ninh quy hoạch gồm 2 showroom chuyên biệt theo nhận diện từng thương hiệu, Fuso và Foton, kết hợp xưởng dịch vụ hiện đại với công năng và tiện ích 4.0. Showroom Fuso có diện tích hơn 720 m2, được thiết kế theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu Fuso toàn cầu, trưng bày các dòng xe tải, bus Mitsubishi Fuso và xe bus Thaco. Showroom Foton được thiết kế theo tiêu chuẩn nhận diện Foton toàn cầu, phục vụ trưng bày các dòng xe Onlin, Forland, Oman Foton M4. Khu trưng bày ngoài trời rộng rãi, phục vụ trưng bày xe đầu kéo, semi remote và các dòng xe tải bus Thaco. Bên cạnh showroom hiện đại và khu vực trưng bày xe ngoài trời, trung tâm còn tích hợp nhiều khu vực chức năng tiện nghi nhằm mang tới những giá trị phục vụ cao nhất cho khách hàng. Xưởng dịch vụ có diện tích 2.340 m2, công suất tiếp nhận sửa chữa đạt trung bình 12.000 lượt trên một năm. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, xưởng cung cấp các hoạt động bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa chuyên nghiệp cho các dòng xe tải, bus với tổng cộng 20 khoang, gồm 2 hầm bảo dưỡng tiêu chuẩn, 11 khoang sửa chữa máy gầm điện chuyên biệt theo từng thương hiệu, 6 khoang sửa chữa đồng sơn chung và một khu vực kiểm tra xe trước khi xuất xưởng, được trang bị đầy đủ các thiết bị theo tiêu chuẩn đăng kiểm. Đặc biệt, phòng sơn tại trung tâm ô tô tải bus Thaco Chí Lực Quảng Ninh là phòng sơn hiện đại nhất thị trường hiện nay, đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, môi trường. Cửa hàng phụ tùng tại xưởng kinh doanh đầy đủ phụ tùng chính phẩm, phục vụ các hoạt động sửa chữa tại xưởng cũng như đáp ứng nhu cầu khách hàng. Khu vực phòng chờ được thiết kế rộng rãi với các trang bị tiện nghi hiện đại và quầy bar phục vụ nước uống, mang đến sự thoải mái và thư giãn cho khách hàng. Với triết lý tận tâm phục vụ khách hàng, trung tâm ô tô tải bus Thaco Chí Lực Quảng Ninh nói riêng và Thaco nói chung luôn nỗ lực để xây dựng nên một hệ thống phân phối chuyên nghiệp cùng trang thiết bị hiện đại, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và sửa chữa, mang đến những giải pháp tối ưu trong việc đầu tư vận tải, giúp khách hàng yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Thaco. Chí Lực, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của bạn.